Pháp Kinh Luân lớn nhất thế giới được đặt tại Việt Nam. Đây là Sam Tình Hiêu Đà Lạt. Sam Tình Hiêu Đà Lạt là một khu du lịch tâm linh được đầu tư hoành tráng ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm Đà Lạt gần 40 km. Sam Tình Hiêu là di sản của Đại Lão Hòa Thượng Drabwang Sonam Dorful Rinpoche, vị tăng sĩ đáng kính của vùng đất Ladakh, Ấn Độ. Ngài mong muốn tạo dựng một không gian thuần tịnh và an lành cho những người con của Phật có thể tìm đến an trú để tình yêu thương được lan tỏa đến vạn vật xung quanh. Trung Trần mến chào cả nhà, mời cả nhà cùng tham quan nha.